Những yếu tố của một người nhân viên không thể gắn bó lâu dài với công ty. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì với một nhân viên không gắn bó với công ty thì chả có lý do gì để bạn giữ lại cả. Cũng chả có lý do gì để bạn có thể là dành thời gian, dành sự phát triển dành cho họ cả. Bởi vì thế nên bạn hãy nhận ra những cái yếu tố này để bạn biết được đâu là những người không gắn bó với doanh nghiệp các bạn, rồi bạn sẽ dành thời gian cho những người xứng đáng hơn. Và như vậy cái công việc của công ty mới trở nên tốt hơn, công việc mới phát triển thuận lợi và cái doanh nghiệp của bạn mới có thể scale lên được. Và ở video clip này, Tân sẽ liệt kê ra những yếu tố đó để các bạn có thể lưu ý và nhìn nhận được nó. Và trước khi chúng ta đi vào nội dung chính thì hãy bấm subscribe kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing ủng hộ tinh thần nhà Tân nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ nhất của việc một người nhân viên không có ý định gắn bó lâu dài với công ty đó chính là họ hay phàn nàn về công việc, than vãn khối lượng công việc. Họ hay phàn nàn về cái công việc họ đang làm chán quá, hay như thế này hay như thế nọ hay như thế khác, việc làm nhiều quá, suốt ngày phải làm cái này làm cái kia, rồi làm việc gì mà không được nghỉ ngơi, làm gì mà không có thú vị gì hết, rồi làm việc mà nó không có cái gì mà tạo hứng khởi cả, làm việc mà lương thấp quá. rất nhiều thứ mà bạn sẽ thấy một người nhân viên sẽ phàn nàn về cái công việc của họ. Thì những cái việc mà phàn nàn như vậy thì bạn sẽ thấy được họ đang không yêu thích công việc của mình và họ đang chán nản với những gì mà họ đang làm, nên là chắc chắn một sớm một muộn họ sẽ đi mà thôi. Thứ hai là bơ tất cả hoạt động công ty. Bơ chứ không phải là trái bơ nha, bơ là bỏ qua, mình ghi bơ đi cho nó thuần ngôn ngữ nói thì bơ tất cả mọi hoạt động công ty. Công ty có diễn ra bất kỳ hoạt động gì, ai làm gì đó là mặc kệ, không quan tâm, cũng không tham gia. Đó thì cái việc đó thì không chơi cùng tập thể rồi, không có cùng với nhau, không có cùng phát triển là chắc chắn sẽ không có tình cảm với nhau và sao mà hợp tác được với nhau. Và mọi người sẽ cảm thấy khó chịu vào nhau lắm. Nên là cái việc mà ở trong công ty mà một người nào đó bơ lơ hết tất cả mọi thứ thì như vậy thì sẽ không bao giờ là có sự gắn bó lâu dài cả. Tại vì trong một cái môi trường công ty nó giống như một ngôi nhà vậy. Tại vì bạn ở công ty còn nhiều hơn ở nhà mà. Nếu mà bạn đi làm công sở thì bạn chỉ ở nhà là khoảng thời gian tối với là bạn đi ngủ với 1 tiếng 1 2 tiếng buổi sáng thôi. Còn lại bạn ở công ty hết. Thì có phải công ty là ngôi nhà thứ hai của bạn không? Việc bạn tiếp xúc với những người ở đây mà bạn cảm thấy nó như một cái áp lực và bạn không có thích những điều đó thì bạn nên nghỉ đi. Và người sếp nhìn vô những người như vậy thì cũng cho họ nghỉ luôn đi. Bởi vì họ cà lơ như vậy thì không có tinh thần đồng đội, không thể gắn kết và không thể hợp tác được với ai được. Đó, nên đó là yếu tố thứ hai mà bạn cần nhìn nhận khi mà một người không có cái ý định mà tiếp tục với công ty của bạn, doanh nghiệp của bạn. Thứ ba là không có nhiệt tình trong công việc. Sự nhiệt tình trong công việc là một cái yếu tố mà đánh giá là người đó có yêu thích công việc hay không, có đam mê với công việc hay không và có làm hết mình vì công việc hay không. Nếu mà người nhân viên mà không nhiệt tình như vậy thì công việc nó sẽ trì trệ và nó sẽ không dẫn tới đâu cả. Kết quả nó cũng không được như bạn mong muốn đâu. Thứ tư là không giúp đỡ người khác. Đồng nghiệp họ không có tư duy là người khác gặp vấn đề, người khác đang có cái khối lượng công việc nhiều quá làm không xuể thì giúp một tay để cho nhanh hơn, hay là cái người khác đang có một cái sự cố gì đó cần bạn hỗ trợ cũng không xử lý, giống như bà cô lao công bị té bạn không đứng đứng dậy, hay là cái chú bảo vệ bị vấn đề gì đó thì bạn cũng không hỗ trợ, hay là cái anh mà sửa sửa cái bóng đèn mà bị rung rinh cái thang bạn cũng không giữ lại giùm. Những cái việc đơn giản như vậy thôi thì bạn thấy là bạn không 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 có xứng đáng với lại là cái công việc trong công ty rồi. Và cái doanh nghiệp mà nhìn thấy một người như vậy cũng không nên giữ lại, tại vì họ
thứ nhất là trong cái thâm tâm của họ, họ không phải là một người đáng để cho bạn có thể là giữ lại. Tại vì một người như vậy là người không tốt, không tốt, không có cái tâm. Người thứ hai nữa là khi mà đồng nghiệp mà đang gặp cái sự cố về công việc cần hỗ trợ mà bạn có thể hỗ trợ được cho công việc nhanh hơn và cũng như là hỗ trợ người đồng nghiệp đó để cho họ được tốt hơn mà bạn không làm là bạn người ích kỷ. Một người ích kỷ như vậy thì bạn chả nên giữ lại làm gì. Ha, đó là những cái mà cần lưu ý. Thứ năm là luôn bào chữa đổ lỗi. Đổ lỗi. Những người mà bào chữa đổ lỗi là những người không nhận trách nhiệm về mình. Mà không nhận trách nhiệm về mình thì đâu bao giờ mà tiến triển được đâu. Đâu bao giờ mà vì tập thể hay là vì công ty mà phát triển bản thân lên đâu. Lúc nào cũng viện một cái lý do gì đó. Thì khi mà hết lý do để viện rồi thì họ sẽ nghỉ việc thôi. Nên những người mà hay mà đổ lỗi, hay bào chữa, nếu mà bạn không có thay đổi được cái tư duy của họ, cách sống của họ, thì bạn nên cho họ nghỉ đi. Tại vì bạn họ cũng không có đi theo bạn lâu dài đâu. Thứ bảy là hay tám chuyện và nói xấu sau lưng. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe, đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Nói xấu đồng nghiệp, nói xấu cấp trên và nói xấu sếp, nói xấu người quản lý trực tiếp của mình, ai cũng có thể nói xấu được. Thì những người đó là những người mà không thể giữ lại. Họ cũng không gắn bó với công ty của mình. Họ chán ghét cái người quản lý của họ, họ chán ghét sếp của họ, họ chán ghét đồng nghiệp của họ. Thì lấy gì mà giữ lại làm việc với ai? Nên là cái việc mà tiễn họ đi thì nhanh hơn là cái việc mà giữ họ lại, tốt hơn là việc giữ họ lại rất là nhiều. Nên là những người mà tám mà nó xấu sau lưng, bạn cũng nên là suy xét thật kỹ ha. Thứ bảy là hay nói dối qua mặt. Việc gì cũng nói dối, việc gì cũng qua mặt sếp. Qua mặt được lần hai lần thôi chứ qua mặt nhiều quá thì đó là một người mà không có tính trung thực, cũng không có gọi là sự trân trọng và tôn trọng với công ty nơi mình làm việc hay là người quản lý của mình, thì nên cho đi sớm đi. Rồi thứ tám là tự cho rằng mình giỏi, mình biết tất cả. Những người như vậy thì họ nghĩ là cái năng lực của họ vượt quá cái vị trí hiện tại của họ và họ cần một cái mức lương tốt hơn, một cái công việc mà tốt hơn để họ thể hiện cái năng lực của mình, di chuyển khả năng của mình và đạt được nhiều kết quả mà khả quan hơn. Thì dĩ nhiên họ không gắn bó bạn làm gì đâu. Nên là những người như vậy bạn cũng nên lưu ý ha. Thứ 9 là thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc. Làm việc không có chuẩn chỉnh, làm việc không có rõ ràng, làm việc không có chuẩn chu, làm việc không có nề nếp, làm việc không có một cái quy trình, quy chuẩn nào cả và làm việc rất là cảm tính, làm việc không có mục tiêu rõ ràng cũng như deadline cụ thể, thì những người như vậy là những người thiếu tinh thần trách nhiệm. Thiếu tinh thần trách nhiệm nó sẽ không mang lại kết quả tốt cho công ty. Và như thế họ cũng đang là người làm việc theo kiểu đối phó, làm việc theo kiểu cho qua ngày để nhận lương mà thôi. Thì bạn cũng nên hiểu là có giữ lại hay không. Thứ 10 là không hỏi đáp hay thắc mắc bất kỳ cái gì. Không hỏi đáp hay thắc mắc bất kỳ cái gì. Tại vì trong công việc á, chúng ta cần một người mà hiểu về công việc, thắc mắc công việc, những cái vấn đề sai sót, những cái vấn đề chưa làm được, cái vấn đề chưa rõ để có thể nắm và có thể thi triển được tốt hơn. Chứ không phải cần một người có và làm theo tất cả những gì mà chúng ta chỉ bảo. Trong quá trình làm có cái sai sót hay là có một cái thắc mắc, cái chưa hiểu cũng không hỏi, thì như vậy làm sao tiến triển được, làm sao mà phát triển được và làm sao gọi là yêu nghề được, làm sao mà yêu công việc của mình được. Bởi vậy nên là những người như thế là những người có nguy cơ không gắn bó lâu dài ha. Nên các bạn cũng nên xem xét. 11. Cô lập, không chơi với ai. Trong một môi trường công sở là một môi trường tập thể mà tự cô lập mình không chơi với ai thì bạn hãy suy nghĩ là họ có thật sự là yêu thích cái công việc này không và cái yêu thích công ty của bạn hay không, thì bạn mới nắm được. Thì bạn phải khai thác họ, bạn phải tiếp xúc với họ coi tại sao họ như vậy hay như thế này như kia. Đôi khi bên trong họ có những câu chuyện khó nói, nhưng mà đã đi làm
ở công ty, làm ở môi trường mà tập thể công sở, mà việc tự cô lập mình đó chính là cái dấu hiệu của cái việc mà không thích môi trường này. Thì đó cũng là điều bạn nên suy xét. Và cái cuối cùng đó chính là không tự phát triển bản thân. Phát triển này là phát triển chủ yếu ở trong kỹ năng công việc, phát triển ở trong kỹ năng công việc. Thì họ không có phát triển điều đó, không phải là họ không có năng lực phát triển điều đó, mà họ không chú tâm để phát triển điều đó. Họ làm đối phó thôi, họ làm cho qua việc thôi, họ làm để nhận lương cho xong thôi. Thì khi mà họ phát triển cái năng lực bản thân, phát triển cái công việc, thì họ mới yêu thích công việc, mới cảm nhận được cái công việc, mà mới gắn bó lâu dài với công việc này, với công ty này, thì bạn mới nhìn nhận ra được họ có xứng đáng để bạn giữ lại hay không. Thì trên đây có thể nói là 12 điều, 12 cái yếu tố mà Tân vừa liệt kê ra cho bạn thấy là một người nhân viên mà có những cái dấu hiệu này thì khả năng của họ không gắn bó lâu dài với bạn và đi cùng các bạn một quãng đường xa đâu. Và với những người như vậy thì kết quả mang lại trong công việc nó sẽ không cao và nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cả tập thể. Bạn nên suy xét việc tiếp tục với họ hay là giữ lại họ thì tùy bạn ha. Nếu giá trị video clip thấy hay thì đừng quên bấm like ủng hộ cho Tân, cùng với đó là subscribe đăng ký kênh và chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video tiếp theo trên kênh Tân Nguyễn Marketing, và hãy để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần comment. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.